Hello, xin chào bạn. Hôm nay live stream của chúng ta sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó là làm thế nào để tăng thêm 100 triệu doanh số mỗi một tháng cho spa hay cho công việc kinh doanh của chúng ta. Nếu mà bạn muốn nghe cái chủ đề này thì comment xuống đây là muốn nghe các bạn nhé. Nếu muốn nghe hãy comment là muốn nghe. Bạn nào đang nhìn thấy cái live stream này thì comment là chào Nam các bạn nhé. Hello, xin chào bạn. Nghe đó nhé. Nếu muốn nghe, hãy comment là muốn nghe. Bạn nào đang theo dõi, đang nhìn thấy cái live stream này thì comment là chào Nam các bạn nhé. Xin chào bạn Phạm Yến, xin chào bạn Nguyễn Thùy Linh. Xin chào bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh comment muốn nghe. Xin chào bạn Nguyễn Văn Thương. Xin chào anh Quốc Tế Lam nhá. Đã rất lâu rồi. Xin chào Thúy An. Thúy An. Thẩm mỹ Ba Lisa. Chào chị Lila. Bạn nào đang nhìn thấy cái live stream này thì comment là chào Nam các bạn nhá. Nhìn thấy thì comment là chào Nam. Chủ đề tối nay của chúng ta đó là làm thế nào để tăng thêm được 100 triệu doanh thu mỗi một tháng cho spa hay cho công việc kinh doanh của chúng ta. Nếu mà bạn muốn nghe comment xuống đây, đó là muốn nghe các bạn nhá. Chí Dũng chào Nam. Xin chào thằng cu em Chí Dũng. Rồi, để xem tối nay có cái món quà gì để tặng được cho các bạn đây. Tôi sẽ tìm ra những cái video nào hay nhất, chiến lược kinh doanh đột phá. Muốn nghe, ok, hay quá. Quà tặng ngày hôm nay trong live stream này của chúng ta đó là một video chiến lược làm thế nào để có thể gọi là tăng doanh số mùa Tết. Từ giờ đến Tết ấy, làm thế nào để chúng ta có thể là thu hút được nhiều khách hàng hơn, làm sao để tăng được doanh số cái mùa Tết này, để Tết này chúng ta có thể gọi là vui vẻ hơn so với những cái Tết trước. Nếu mà bạn nào muốn nhận cái quà tặng này từ Nam thì comment là muốn nhận các bạn nhá. Và điều kiện để chúng ta có thể được nhận, điều kiện để chúng ta có thể được nhận cái video này, chia sẻ này, đó là chia sẻ cái livestream này lên trên 20 hội nhóm các bạn nhá, chia sẻ lên 20 hội nhóm và comment vào đây đó là đã chia sẻ. Comment vào đây đó là đã chia sẻ thì Nam sẽ gửi cho các bạn sau khi kết thúc cái livestream này. Xin chào Nguyễn Thảo, lâu quá không được gặp. Lâu quá không được gặp, tận 2-3 ngày rồi. Xa xôi quá. Xin chào Minh Ngọc. Rồi, bạn nào muốn nhận quà tặng thì comment đó là tôi muốn nhận các bạn nhá. Và chia sẻ livestream này lên trên 20 nhóm. Sau khi kết thúc cái livestream này thì Nam sẽ gửi tặng cho chúng ta qua cái tin nhắn Facebook của các bạn ấy. Em chào chị Oanh Vũ. Chào Nam đẹp trai, tài giỏi. Cảm ơn chị Oanh nhá. Cảm ơn chị Oanh rất là nhiều. Muốn nhận. Ok, chị Oanh ơi hãy chia sẻ livestream giúp em nhá. Chia sẻ livestream để được nhận quà. Hãy thấy nhỉ, nhiều bạn like mình mà không thấy là nó hiện lên là đã xem ta. Xin chào Bùi Anh Giáp. Tim sang chảnh hả? Tim sang nhớ anh Nam quá. Tim sang chảnh hả? Ai đó đang giới thiệu cái gì mà em làm ở Canada đây?
Xin chào Đào Nguyên. Chia sẻ livestream. Xin chào Đào nhá. Chia sẻ livestream để được nhận quà các bạn. Khi nào mà chúng ta đạt được 100 người theo dõi, 100 người xem cái livestream này thì chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhá. Giờ được 50 rồi. 100 người. Hãy chia sẻ livestream để được có thêm 50 người nữa tham gia chúng ta nào các bạn. Có vẻ là cái livestream này hình như là khi mà tôi nói nó khoảng phải mấy phút sau các bạn mới nghe được hay sao ấy. Nó hơi bị chậm à. 48. Đã mốt rồi. Hãy chia sẻ livestream này các bạn nhé. Chia sẻ livestream lên 20 nhóm. 20 nhóm để Anh Vũ, Bích Thu Lê đã chia sẻ. Chia sẻ livestream lên 20 nhóm nào. Để có 100 người xem. 100 người xem chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Xem được bao nhiêu người đang, bao nhiêu người đã chia sẻ cái livestream này rồi. Đây là một cái livestream rất hay, chia sẻ một cách cụ thể và chi tiết cho chúng ta những cái cách để chúng ta có thể làm tốt hơn, tăng doanh số của mình. Mình nhìn trên Facebook của mình còn không có luôn là cái livestream này. Hay không? Hai mốt lượt chia sẻ, hay quá. 24 lượt chia sẻ rồi các bạn. Chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa nào. Xin chào chị Dương Hường. Xin chào thiếu gia Hậu Phùng nhá. Trong livestream này sẽ chia sẻ cho các bạn rất chi tiết làm sao để chúng ta có thể là kinh doanh nó được cụ thể hơn, tăng doanh số, tăng doanh thu một cách rõ ràng hơn các bạn nhá. Sẽ nói về con số, sẽ nói về với chúng ta về tài chính nhiều hơn ở đây. 56 người đang xem rồi. Các bạn hãy chia sẻ lúc nào nhá. Đấy, các bạn càng chia sẻ cái số lượng càng tăng rồi, 58 rồi. Gần được 60 rồi. Chia sẻ nhá. Sau khi kết thúc livestream này dành cho những bạn đã chia sẻ livestream, đó là Nam sẽ quay một cái video và chia sẻ cho chúng ta về cách làm thế nào để trong cái dịp Tết này mình sẽ hút được nhiều khách hàng hơn và mình có thể là thu được nhiều cái doanh số, nhiều tiền hơn để cái Tết này mình có được cái sự niềm vui nó trọn vẹn hơn các bạn nhá. Tết đến có cái bánh chưng, nhân thịt, đúng không ạ? Ấm lòng hơn là một cái Tết mà nó buồn, đúng không? Nó sẽ gửi tặng cho chúng ta một cái bộ video như vậy. Đây là những cái chiến lược mà Nam thường là chia sẻ ở trong lớp kinh doanh spa chuyên nghiệp, cái lớp học mà đã giúp cho rất là nhiều chị em phụ nữ, rất là nhiều chị em chủ spa đã tạo ra kết quả rất là tốt trong những cái tháng năm vừa qua. Rất là nhiều bạn họ đã tạo ra những kết quả rất là tốt và Nam sẽ trích ra một cái bài học ở trong cái lớp học đó và gửi tặng qua cho các bạn nhé. Hello, em chào anh Huy. Em chào anh Huy nhá. Mai Công Huy. 62, 68 rồi. 69 rồi. Lên 100 nhanh thôi à. Minh Ngọc. Thả tim nhiều thế. Cảm ơn Minh Ngọc nhá. Anh Công Huy. Comment chào Nam đi anh Huy ơi. Anh Mai Công Huy. Gà Spa Group ở Hồ Chí Minh. Với rất là nhiều cơ sở ở Hồ Chí Minh. Rồi, bạn nào mà muốn nhận quà tặng nha, đó là cái chiến lược làm thế nào để từ giờ tới Tết mình có thể hút được nhiều khách hàng hơn, hay làm thế nào để mình có thể tăng được doanh số cái dịp Tết này. Nếu mà bạn muốn nhận thì comment là muốn nhận các bạn nha. Nếu bạn muốn nhận thì comment muốn nhận vào đây. Comment muốn nhận vào đây để chút nữa khi mà kết thúc livestream này thì mình sẽ nhìn thấy cái người mà nói rằng là em muốn nhận ấy, thì mình sẽ gửi qua cho. Tất nhiên là cái điều kiện số 2 nữa đó là khi mà chúng ta chia sẻ cái livestream này lên trên 20 nhóm khác nhau các bạn nhé. Chia sẻ livestream này lên trên 20 nhóm khác nhau thì Nam sẽ gửi tặng. Khi các bạn chia sẻ và các bạn comment vào đây đó là muốn nhận thì Nam sẽ gửi tặng cho chúng ta qua cái tin nhắn của các bạn, qua cái tin nhắn Messenger của các bạn nhé. Xin chào chị Lệ Ly. Xin chào bạn Thảo Nhi. Xin chào bạn Thanh Hương. Xin chào Lâm Ly. Lâm Ly. 28. 28 năm có đi học không hay là chỉ cho nhân sự đi thôi Lâm ơi? Xin chào Ngọc Hương. Xin chào Đỗ Văn Hùng. Xin chào chị, không biết chị hay là bạn ơi, Linh Tây. Có thể là chị. Xin Diệp Mai Anh, à Diệp Anh Mai muốn nhận. Ok. Xin chào bạn Liên Võ. 95 người rồi đấy các bạn.
Vũ Thị Thu Hà, em muốn nhận rồi, hay quá. 100 rồi, gần 100 rồi. Các bạn hãy chia sẻ livestream nhá, để chúng ta có thể nhiều người xem, chúng ta nhiều người tham dự cái livestream này hơn và được lắng nghe những kiến thức này của chúng ta. À, bạn nào mà chia sẻ lên trên 20 nhóm thì chút nữa sau khi kết thúc livestream này, có thể là tối nay hoặc là sáng mai thì mình sẽ gửi qua, mình hoặc là đội ngũ các bạn thành viên bên mình ấy, các bạn ấy sẽ gửi qua tin nhắn cho các bạn nhá. Một cái video chiến lược làm thế nào để mình có thể là tăng được doanh số cái dịp Tết này. Xin chào Ruby cỏ dại. À, hổ báo đây rồi. Ruby cỏ dại. Hổ báo của K15. Thấy lại đẹp trai rồi. Cảm ơn Ngọc Hưởng. Các bạn hãy chia sẻ livestream này lên trên 20 nhóm giúp Nam các bạn nhé. Chia sẻ cho đi lại nhận lại. 89 rồi, lại thụt rồi. 100 giờ xuống còn 89 à. Chia sẻ để cho thật nhiều người. Đấy, 100 người, 92 rồi các bạn. 100 người thì chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. 96 rồi. 100 người chúng ta sẽ bắt đầu. 96 người rồi, 94, 90. Đấy. Xin chào bạn Hoàng Ngọc. Rồi, trước khi mà chia sẻ nhá, giới thiệu với các bạn luôn là ngày 28 tháng 12 này thì mình cũng có một cái chương trình đào tạo về nhân sự, tức là giúp cho các chị em chủ spa. Giúp cho các chị em chủ spa làm thế nào để có được đội ngũ nhân sự tốt hơn, làm thế nào để có được nhân viên của các bạn ấy làm việc nhiệt tình hơn và gần gũi, làm việc hiệu quả hơn. Nếu mà chị em nào là chủ spa ở Hà Nội đã từng học kinh doanh spa chuyên nghiệp rồi hoặc là ở khu vực miền Bắc ấy, thì chúng ta cho đưa nhân sự của mình đến tham gia cái chương trình đó. Đến thời điểm hiện tại thì có khoảng tầm 1.500 đăng ký rồi. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy là cái hội trường và tất cả mọi thứ là Nam đã đăng lên trên Facebook rồi. Đúng không? Vũ Thị Thu Hà, anh không nói nhanh là tí lại ngủ quên hết luôn bây giờ. Hoàng Ngọc, thầy đeo kính là đẹp trai. Đây là bình thường là anh livestream anh sẽ không đeo kính. Nhưng mà bình thường tôi livestream và tôi ít đeo kính lắm. Nhưng mà do cái bạn Hoàng Ngọc này, bạn là học viên của K15 này, bạn bảo thầy đeo kính nhìn tử tế hơn. Tức thầy bỏ kính ra nhìn nó gian hay sao ấy. Thế mình lại phải đeo kính. 116 người đang theo dõi rồi. Hay quá. 116 người rồi. Rồi, nếu mà chị em nào là chủ spa ở Hà Nội nhá, thì cái ngày hôm đó ấy, một vé tham dự là chỉ có 500 ngàn thôi. Bình thường mà các bạn muốn đi học, tham dự một chương trình của Nam thì gần như là chúng ta phải đóng phí rất là cao, hàng chục triệu đồng. Và cái chương trình này là cái chương trình mà cuối cùng của năm 2018. Đó, một người tham dự chỉ 500 ngàn tiền phí hội trường thôi các bạn. Chỉ 500 ngàn tiền phí hội trường nha. Nếu mà chị em nào mà muốn có đội ngũ nhân viên của mình nó nhiệt tình hơn ấy, gắn bó với mình thì đăng ký tham dự các bạn nha. Comment ở đây đó là quan tâm hoặc comment ở đây đó là đăng ký. Thì chút nữa thì đội ngũ bên mình sẽ tư vấn và hướng dẫn các bạn đăng ký. 500 nghìn một người. Có bao nhiêu nhân viên cho đi hết, mời đi hết. Để đến đó họ sẽ được học tập về cách bán hàng, học tập được về cái thái độ nhân sự, làm sao để làm việc tốt hơn. Vũ Thị Thu Hà, hôm nay đeo là để nhìn các học viên rõ hơn. Rồi ok, chúng ta đã có 120 người. Đã có 120 người rồi và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là làm thế nào, đúng không, để có thể hay là cái bí quyết nào để có thể tăng được thêm 100 triệu doanh số mỗi một tháng cho spa hoặc là cho cái công việc kinh doanh nào đó liên quan, hoặc các bạn nghe và các bạn cảm thấy áp dụng được thì chúng ta có thể áp dụng các bạn nhá. Nếu mà bạn đã sẵn sàng để lắng nghe rồi thì hãy comment xuống đây đó là sẵn sàng. Nếu đã sẵn sàng để lắng nghe thì comment xuống đây là sẵn sàng các bạn. Comment xuống đây đó là sẵn sàng để chúng ta có thể bắt đầu buổi chia sẻ tối ngày hôm nay của chúng ta các bạn nhá. Thẳng tim ghi không chưa. Xin chào Thái Văn Lâm. Xin chào anh Nguyễn Thành Luân nhá. Xin chào Huỳnh Bảo. Huỳnh Bảo đại gia Cam Ranh. Giờ em đang có một cái spa và em đã có thêm một cái cây xăng. Thua luôn. Em là chủ của một cái spa thấy bình thường, nhưng em chủ của một cây xăng là thấy khiếp rồi Bảo ạ. Một học viên của kinh doanh spa chuyên nghiệp cho hay. Em là chủ của một cái spa và em cũng là chủ của một cái cây xăng, bá đạo. Sẵn sàng rồi, comment sẵn sàng các bạn. Làm thế nào để mình có thể tăng được 100 triệu mỗi tháng, tăng thêm 100 triệu mỗi tháng. Rồi, Nam sẽ bắt đầu buổi chia sẻ các bạn nhé. Làm thế nào để mình có thể là tăng thêm được 100 triệu mỗi tháng cho cái công việc kinh doanh của mình?
Nói về spa đi thì chúng ta sẽ hiểu như thế này này. Ở spa chúng ta sẽ có thể là bán được những cái gì? Ở spa mình sẽ bán được những cái gì các bạn? Có phải số 1 đó là bán dịch vụ, đúng không ạ? Cái số 2 đó là mình bán sản phẩm, bán dịch vụ. Số 1 là bán dịch vụ, số 2 là mình bán sản phẩm. Cho nên là cái công việc kinh doanh bình thường của mình là mình có doanh thu ấy. Phần lớn ở Việt Nam chúng ta mọi người thường là bán dịch vụ để kiếm tiền, bán dịch vụ để thu tiền, đúng không ạ? Vậy thì cái ngày hôm nay Nam muốn nói với các bạn là làm thế nào để tăng thêm, tức là bỏ cái khoản cũ của các bạn đi mà là thêm tiền mỗi một tháng, tức là mình sẽ làm một cái gì đó nó mới đi để tạo ra một cái nguồn doanh thu mới. Cho nên rằng là cái dịch vụ của các bạn ấy, mình vẫn bán bình thường và bây giờ mình bán cái gì đó mới đi, đúng không ạ? Thì Nam muốn chia sẻ với các bạn rằng ngày hôm nay ở đây đó là mình tập trung và đó là tạo ra những cái sản phẩm mới để bán cho khách hàng cũ của mình, hoặc là mình tạo ra những sản phẩm mới để mình bán cho những khách hàng mới của mình để tạo ra thêm 100 triệu hàng tháng. Với những cái bạn ấy, có spa tập trung vào bán dịch vụ nhưng mà cái đội ngũ nhân viên của mình họ làm việc chưa tốt, cái việc mà bán dịch vụ của mình ấy nó vẫn chưa có ổn, nó vẫn chưa có tốt, đúng không ạ? Thì mình rất khó để mình có thể làm thêm một cái nghề hay làm thêm một cái mảng gì bên cạnh, ví dụ như là bán sản phẩm, bán mỹ phẩm. Nếu mà dịch vụ của mình chưa chốt tốt nha, dịch vụ của mình chưa kéo khách hàng tốt, cái nguồn thu của bên này nó chưa ổn, thì mà mình muốn thêm cái nguồn này ấy, thì là cái điều mà khó khăn đối với chúng ta. Cho nên là để nói thực tế với các bạn luôn là các bạn muốn có thêm ấy, thì các bạn cái bên này của mình phải chắc, đúng không ạ? Cái bên này chắc chắn này thì mình mới có thêm được. Vậy thì Nam sẽ nói với các bạn trước là làm sao để mình ổn định được cái nguồn thu của mình ở đây đã. Đôi khi một số bạn đang nghe đây, chúng ta cũng đang ở trong tình trạng đó là cái nguồn thu về dịch vụ của mình nó vẫn chưa bền, nó vẫn chưa chắc, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để bền và chắc với cái ngành spa của ta và bán cái dịch vụ? Thì bản chất của cái câu chuyện ở đây đó là gì? Bán dịch vụ thì là mình tập trung này các bạn này. Mọi người nếu mà tập trung vào làm nghề quá nhiều, cái tư duy về làm nghề thì Nam đã chia sẻ về rất là nhiều những cái live stream trước rồi. Làm nghề thì làm tốn rất nhiều thời gian, làm nghề rất là mệt mỏi, làm nghề làm cho bạn không thể phát triển được. Các bạn tập trung vào làm nghề thì sẽ làm cho bạn mất đi rất là nhiều những cơ hội kinh doanh và kiếm tiền ở ngoài kia. Chứ là mình không làm nghề mà mình tập trung vào việc đó là làm kinh doanh, làm marketing, làm sao để kéo khách hàng đến, huấn luyện nhân viên, đúng không ạ? Đào tạo cho nhân viên làm sao để họ tư vấn bán hàng được tốt hơn. Mình tập trung vào kinh doanh là như vậy các bạn. Và với những cái người mà làm kinh doanh ấy, gọi là kinh doanh spa đúng nghĩa, thì chúng ta làm sao để ổn định cái việc bán dịch vụ của mình? Đó là gì? Chúng ta tập trung vào cái việc đó là kéo thật nhiều khách hàng. Tập trung vào việc nhá, kéo thật nhiều khách hàng tới spa của chúng ta để trải nghiệm dịch vụ. Để trải nghiệm dịch vụ các bạn nhá, chứ không phải đến spa chúng ta để chúng ta bán hàng cho họ, mà là tập trung kéo người thật số lượng lớn đến spa chúng ta để chúng ta cho họ trải nghiệm, cho họ có cái niềm tin với những cái sản phẩm và cái dịch vụ của chúng ta. Sau đó khi mà họ được trải nghiệm, họ có niềm tin với sản phẩm dịch vụ của chúng ta rồi, thì mình tập trung làm sao để nhân viên của mình họ bán được hàng, họ chốt được sale, ra được tiền. Nói thì rất dễ đúng không? Còn làm thì nó mới là vấn đề. Nhưng mà nói với các bạn rằng là nếu mà không nói được thì làm cũng không nổi, đúng không ạ? Nói mà không được thì làm không được. Cho nên là mình phải có lý thuyết thì mình mới có cái thực tế, mình mới có cái hành động được. Để chia sẻ với các bạn trước là như vậy. Mọi người thì thường tập trung rất là nhiều vào cái việc đó là liên tục tìm kiếm sản phẩm, liên tục tìm kiếm sản phẩm mới, công nghệ mới. Tức là mình tập trung quá nhiều vào nghề, tập trung quá nhiều vào chuyên môn. Thì đó là một cái rào cản cho các bạn. Tức là thời gian mình tập trung vào chuyên môn nó quá nhiều, dẫn đến là mình không có thời gian đâu đó để mình vào cái việc đó là marketing, kéo khách cho đông khách hàng hơn, hay cũng không có nhiều thời gian dành cho cái việc đó là đào tạo nhân viên để nhân viên nó làm tốt hơn, đúng không ạ? Thì cái việc mà mình tốn rất nhiều thời gian vào mấy cái việc nghiên cứu sản phẩm ấy thì nó không tạo ra giá trị quá nhiều, mà mình phải tập trung vào đông khách hơn này, mình tập trung vào bán hàng tốt hơn để mình thu được tiền, đúng không các bạn? Vậy thì này chúng ta để ổn định, trước khi mình muốn có thêm 100 triệu mỗi tháng này, là mình cần phải ổn định cái nguồn thu của mình đã, ổn nguồn này á. Thì để ổn được cái nguồn này này các bạn này, đó là chúng ta tập trung vào cái việc, chúng ta tập trung vào cái việc đó là kéo đông khách hàng đến, tức là cái dịch vụ của mình ấy. Cái dịch vụ của mình ở thời điểm hiện tại, nếu bạn cảm thấy nó tương đối ổn, hoặc thậm chí tức hoặc là nó ổn rồi, mình có thể làm tốt cho một cái nhóm đối tượng khách hàng nào đó, hoặc ví dụ như là bạn điều trị mụn hoặc bạn điều trị sẹo đi. Xin chào Mai Lê nhá. Mai Lê là bốt của Bico ấy, chuyên điều trị sẹo. Thì ví dụ như là bạn có cái dịch vụ chuyên điều trị sẹo thành công rồi, thì bạn
ở thời điểm hiện tại, nếu mình chưa đông khách, nếu mình chưa có nhiều tiền, nếu mình chưa có nhiều doanh số, thì đừng tập trung nghiên cứu thêm cái gì nữa cả. Chỉ làm mỗi cái điều trị sẹo mà thôi. Chỉ làm mỗi cái điều trị sẹo thì mình làm ngày qua ngày thì dịch vụ của mình sẽ tốt hơn, nhân viên của mình sẽ tốt hơn, đúng không? Nhân viên của mình tư vấn tốt hơn rất là nhiều. Cho nên rằng là đầu tiên nha, trước khi mà mình có nhiều tiền, trước khi mà mình có đông khách hàng hơn đấy, thì mình tập trung vào làm một dịch vụ thôi các bạn. Kéo thật đông khách hàng đến, kéo thật đông khách hàng tới. Sau đó, đông khách hàng rồi, kéo người ta tới trải nghiệm. Sau đó thì tập trung vào việc đó là cho nhân viên của mình ấy, đào tạo nhân viên của mình, bán hàng, chốt sale, đúng không ạ? Bán hàng, chốt sale, hướng dẫn người ta cái cách bán hàng làm sao để ra được doanh số cho chúng ta. Đấy các bạn này, đầu tiên là mình phải tập trung vào mình ổn định cái nguồn thu của mình đi đã. Ổn định cái nguồn thu ở cái spa, ở cái dịch vụ của mình. Bình thường các bạn thấy ổn định rồi, tức là bạn kéo được khách tới, rồi là nhân viên của mình tư vấn, nhân viên của mình là chốt được sale, các nhân viên của mình ra được tiền đã cho mình, thì mình ok, coi như là ổn định cái nguồn thu bên này. Tức là bạn không cần phải quá lăn tăn về cái việc về cái nguồn thu bên dịch vụ đã nha. Trước khi mà các bạn muốn thêm tiền ấy, thì hãy ổn định cái nguồn này của mình đi đã. Trước khi mình đứng núi này trông núi nọ là mình muốn thêm cái gì đó, tức là mình theo kiểu dạng là bên này chưa bền mà mình ôm cái này, thì nó gần như là cả hai cái nó đều không bền, và gần như cả hai cái nó đều không ra được kết quả. Cho nên rằng là ổn cái số 1 đi các bạn nhá. Hãy nhớ này, trước khi mà các bạn muốn làm một cái gì ấy, thì xem cái hiện tại của mình nó ổn chưa, xem cái hiện tại của mình ổn chưa, cái nguồn thu hiện tại của mình ổn chưa. Nếu ổn rồi, mình cảm thấy là khách hàng đến với mình nó đều rồi, nhân viên của mình tư vấn ngon lành, tốt rồi, ngon lành cành đào rồi, và ra tiền cho mình thì thấy yên tâm rồi, khi đó thì các bạn nhá, là bạn chạy sang cái nguồn số 2. Khi đó là thời gian của bạn rảnh hơn rồi, bạn tập trung vào cái nguồn số 2. Đó là nguồn số 2, đó là gì? Tập trung vào việc đó là tạo ra những sản phẩm mới hoặc những dịch vụ mới để bán cho khách hàng cũ của mình, là mình cũng thêm được tiền. Hoặc là mình tập trung vào việc đó là tìm kiếm cái sản phẩm như là mỹ phẩm. Bây giờ chúng ta là chủ spa thì bán mỹ phẩm đó là một cái gọi là hoạt động gần như là phải chạy song song với bán dịch vụ các bạn nhé. Chủ spa thì cần phải kinh doanh thêm mỹ phẩm, rồi kinh doanh dịch vụ không thôi thì nó sẽ bị lãng phí nguồn lực. Bởi vì như này này, các bạn hiểu điều này này, cái người kinh doanh online ấy, cái người kinh doanh online thì phần lớn là những người kinh doanh online thành công là họ kinh doanh mỹ phẩm, họ kinh doanh mỹ phẩm. Và những cái người như vậy họ thành công được mà họ không có cái spa nào, họ không có một cái cơ sở nào để gọi là uy tín về cái việc mà tư vấn về chăm sóc da, đúng không? Còn chúng ta là người chủ spa, chúng ta có kinh nghiệm về chăm sóc da, chúng ta đi học rất nhiều bằng cấp, nghiên cứu rất nhiều lớp học về chăm sóc da, rồi chúng ta có cả những cái cơ sở để cho người ta trải nghiệm, đó là cái spa của mình ấy. Vậy thì nếu mà mình cũng kinh doanh online giống người ta ấy, nên tỷ lệ thành công của mình sẽ cao hơn rất là nhiều nha các bạn nhá. Bán mỹ phẩm cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể là tăng thêm một cái lượng doanh số có thể gọi là khá là nhiều cho chúng ta. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn về cái việc đó là làm sao để tăng thêm 100 triệu. Tôi sẽ phân tích nhỉ, làm thế nào để tăng thêm 100 triệu cho chúng ta này. Ví dụ nói về dịch vụ đi, tăng thêm 100 triệu tiền dịch vụ. Thì các bạn cứ là làm sao để các bạn bán một cái dịch vụ, các bạn nghĩ này, mình bán một cái dịch vụ gì đó với giá 10 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn rất là dễ nhỉ. Bán một cái gì đó với giá 10 triệu thì mình cần bán cho bao nhiêu người để ra 100 triệu các bạn? 10 người thôi, đúng không ạ? Chỉ cần 10 người, kéo 10 người một tháng đến, mình tư vấn một cái dịch vụ gì với giá 10 triệu. Khi 10 người này mua thì mình có thêm 100 triệu. Nhưng mà đời thì nó không dễ như lời nói, đúng không? Lý thuyết thì nó không giống như thực tế. Vậy thì bây giờ mình chơi, mình nói chuyện theo kiểu thực tế đây nha. Bây giờ tôi nói chuyện theo kiểu thực tế với các bạn này. 10 người đến cơ sở của các bạn, các bạn tư vấn bán hàng, tư vấn báo giá 10 triệu thì sẽ có bao nhiêu người mua? Trung bình, ví dụ như trung bình tỷ lệ của chúng tôi làm việc thì nó khoảng 30%. Tức là 10 người đến mình cứ nói là 10 triệu, 10 người đấy mình đều truyền đi một thông điệp đó là 10 triệu. Thì tỷ lệ tự nhiên ấy, bình thường như cân đường hộp sữa là có 3 người mua, 30% ấy, là 3 người mua. Vậy thì mình để có được 10 người mua thì mình cần phải có bao nhiêu người tới các bạn? 10 người đến thì có 3 người mua nha. Vậy thì để có 10 người mua thì cần có bao nhiêu người tới spa của các bạn? 30 người, đúng không? 30 người tới, 30 người tới nghe tư vấn và được nhận một cái thông điệp là cái dịch vụ này có giá là 10 triệu. 30 người đều được nghe cái thông điệp đó nha các bạn nha. Thì sẽ xuất hiện ở trong đó là 10 người mua hàng, và 20 người kia thì để chị suy nghĩ thêm, để chị hỏi chồng chị đã, đắt quá chị không mua đâu. Thực tế nó sẽ là như vậy.
nhá. Mọi người hãy tập trung làm thế nào, học cái cách làm sao để bán được với cái giá cao lên. Tập trung học cái cách làm sao để bán được với giá cao lên. Và ai đến với mình cũng truyền một cái thông điệp y hệt như vậy, truyền một cái thông điệp nguyên si như nhau. Các bạn hãy nhớ điều này này. Tỷ lệ bán hàng, bạn báo 10 triệu hay bạn báo 1 triệu, về cơ bản cái tỷ lệ mua hàng nó giống nhau. Bạn kéo được 10 người đến và bạn nói với người ta rằng 10 người này là bạn nói với người ta một cái dịch vụ là 1 triệu thôi, thì ở trong đó vẫn có cái tỷ lệ đó là 30%, tức là 3 người sẽ sẵn sàng mua, còn 7 người kia vẫn phải suy nghĩ. Bạn báo 10 triệu thì vẫn thế, vẫn có là 3 người sẵn sàng mua và 7 người kia suy nghĩ. Tức là số tiền bao nhiêu nó không có quan trọng đâu các bạn. Ví dụ để nhìn ở cái thực tế nha, là cái dịch vụ giảm béo ở cơ sở các bạn đi, các bạn bán có khoảng tầm 5, 7 triệu hoặc 10 triệu. Nhưng mà ở cơ sở khác người ta bán 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Thực tế là ngoài kia nó đang diễn ra như vậy, đúng không các bạn? Nó đang diễn ra như vậy. Mức giá của bạn báo rất thấp, nhưng mức giá ở đơn vị khác người ta báo rất là cao. Cho dù là cái sản phẩm dịch vụ chưa biết bên nào hơn bên nào nha, kể cả cơ sở vật chất nó giống nhau luôn, chưa biết bên nào hơn bên nào cả, nhưng mà giá nó đã khác nhau rồi. Cho nên là cái mức giá bao nhiêu nó không có quan trọng, mà quan trọng là nằm ở việc là bạn bán, bạn có dám bán hay không. Lời khuyên của tôi đó là khi mà các bạn kinh doanh, các bạn hãy tập và học cách bán được giá cao. Hãy tự tin bán giá cao thì các bạn sẽ nhanh ra được tiền, sẽ nhanh ra được nhiều tiền. Bài toán vừa rồi rất đơn giản, lý thuyết là rất đơn giản. Muốn có thêm 100 triệu thì bán cái gì đó 10 triệu cho 10 người là có 100 triệu rồi. Bán cái gì đó 5 triệu cho 20 người là có 100 triệu rồi. Bán cái gì đó 1 triệu cho 100 người là có thêm 100 triệu. Ví dụ như bán mỹ phẩm, bán mỹ phẩm, bán một cái đơn, bán một cái đơn với giá 1 triệu thì là chuyện nhỏ. Kinh doanh mỹ phẩm mà bán cái gì 1 triệu là chuyện quá nhỏ. Bởi vì mình bình thường một bộ sản phẩm để cho khách hàng mang về sử dụng nó cũng khoảng tầm là 1.7 triệu, 1.8 triệu, 2 triệu, 3 triệu hoặc cao hơn nữa, đúng không? Thế mình bán 1 triệu khiêm tốn là hàng bình dân. Thì một tháng mình làm sao để mình bán được cho 100 người là bạn có thêm được 100 triệu. Đối với người kinh doanh online có thể đó là một câu chuyện khó nếu mà là bán lẻ. Nhưng đối với họ là cái chuyện đơn giản khi họ xây dựng. Khi mà họ xây dựng được hệ thống thì đấy lại là chuyện bình thường, đúng không ạ? Hàng trăm người, hàng ngàn người bán hàng cho họ thì câu chuyện 100 triệu một tháng nó là chuyện bình thường. Thực tế nó đang diễn ra ở ngoài kia, có thể nó không đến với cuộc đời bạn, nhưng có rất là nhiều người, đúng không ạ, xung quanh bạn họ đang làm được cái điều đó. Cho nên là mọi người bảo rằng nói thì dễ lắm, nói thì mẹ như là thánh phán ấy, nhưng mà làm, đúng không, làm mới là cái câu chuyện khó khăn. Tức là lý thuyết thì dễ, nhưng thực tế thì mới là khó. Thì đúng, thực tế là khó, nhưng bạn cứ nhìn xung quanh người bạn ấy, xung quanh bạn ấy, bạn có thấy là có những người họ làm được không, đúng không? Ai mà nghĩ nói thì hay nhưng mà làm thì không biết thế nào. Thì bạn thử nghĩ đi, bạn, đúng không ạ, trên cái cuộc đời này này, chỉ có một mình bạn là cái rào cản cho chính bản thân bạn thôi. Bạn bảo ui nói dễ lắm nhưng làm thì khó, không dễ như ông nói đâu, đúng chứ nào? Trong đầu kiểu gì cũng sẽ có người xuất hiện cái câu nói đó. Thì bây giờ tôi nói với các bạn là cứ nhìn xung quanh đi, sẽ có những thằng, sẽ có những người xung quanh bạn đây chứ không ở đâu xa xôi, người ta làm được điều đó, và người ta còn làm được những thứ hơn cả như vậy, lớn hơn như vậy rất là nhiều, rất là nhiều. Tôi có những học viên này các bạn này, họ bán hàng cho một khách hàng thôi, là chủ spa ấy, bán cho một khách thôi có những đơn 200 triệu. Tức là một khách hàng đến cái ngày đầu tiên mà những người ta đi học, ví dụ như cái lớp học khóa 11 của tôi ở Hồ Chí Minh, kinh doanh spa chuyên nghiệp K11 ở Hồ Chí Minh, có một chị ấy, chị là ở trong Sài Gòn, chị là chủ một thẩm mỹ viện. Buổi trưa ngày đầu tiên số 1, chị tâm sự với tôi, thầy chị bảo này, trước khi mà đi học buổi sáng này đấy, chị đến muộn đấy là do là chị tranh thủ là chốt một đơn hàng. Hỏi chốt đơn bao nhiêu chị? 200. Cái 200 triệu các bạn một khách hàng. Đối với chúng ta ở đây đang nói là 100 triệu một tháng. Mình đang nói là 100 triệu một tháng nhỉ. Nếu mà bạn nào cảm thấy là nó là lý thuyết, nó là rất khó khăn, thì bây giờ chúng ta, tôi sẽ kể cho bạn một cái câu chuyện như vừa rồi. Một khách hàng trả 200 triệu trong một, phải gọi là ngồi tư vấn, nó chỉ tính bằng vài phút thôi, đúng không ạ? Thì thôi, đây là cái cách kinh doanh của người khác, người ta làm được rồi. Còn với mình chưa làm được thì thôi, mình cứ chấp nhận một tháng thì để mình tạo ra 100 triệu đó. Còn người ta chỉ tư vấn có khách hàng thôi, người ta thu được 200 triệu rồi, đúng không ạ? Cái chị này là chị là chủ của 8 cái thẩm mỹ viện, chị ấy rất là giỏi, rất là giỏi. 8 cái thẩm mỹ viện liền, thì các bạn tưởng tượng là cái sự thành công của họ rất lớn như nào. Họ còn đi học, đúng không? Họ còn nghe những cái thứ gọi là lý thuyết của các bạn.
họ còn làm, và đến bây giờ gần như là mối quan hệ giữa tôi và những cái người bạn như vậy họ cực kỳ tốt, họ về họ làm được nhiều hơn nữa. Còn với chúng ta, các bạn hãy nhớ điều này, đúng không? Có lý thuyết thì mới có thực tế. Còn cái người mà có thực tế không ấy, tức là chỉ hành động thôi, chỉ có thực tế mà không có lý thuyết ấy, thì gần như là nó giống như là con trâu ấy, cứ cày cày mà không biết là mình cày để làm cái gì cả. Mình làm cái gì cũng cần có lý thuyết trước rồi có hành động sau. Còn hành động trước mà không có lý thuyết nha các bạn nha, thì nó giống như con trâu cày, chả hiểu là mình đang làm cái này để làm gì, mình đang làm cái này để đạt được kết quả gì, và bao giờ mình đạt được cái điều mình mong muốn. Nếu mà mình không có lý thuyết, mình sẽ rất vất vả, đúng không? Còn cái người mà chỉ có lý thuyết không thôi mà không có hành động thì cả đời chỉ có mơ mộng hão huyền thôi, mơ mộng trên mây trên gió, chứ không bao giờ có cái thực tế cả. Còn chúng ta muốn có kết quả tốt thì học để có cái lý thuyết, và mình hành động ở cái thực tế để mình có kết quả. Đó là cái gọi là cái kết quả tốt đẹp nhất cho chúng ta. Rồi quay trở lại với cái chủ đề này, làm thế nào để có thêm được 100 triệu mỗi tháng. Thì với các bạn bán dịch vụ thì lời khuyên của tôi, các bạn chia sẻ của tôi đó là bán cái dịch vụ gì có giá cao 10 triệu, 20 triệu, thì để có thêm 100 triệu mỗi tháng thì bán thêm cho 10 người nữa, mỗi một người mua 10 triệu là có 100 triệu rồi. Câu chuyện ở trong thực tế là bạn hãy kéo 100 người tới đi, bán kéo 100 người tới trải nghiệm dịch vụ của bạn với cái giá thấp thôi, hoặc là với cái giá gần như là miễn phí, và bạn bán cho 100 người này, bán cho 100 người này với giá 10 triệu, thì kiểu gì bạn cũng sẽ có 3 người mua, 100 người cũng sẽ có 30 người mua. Nhà nếu mà bạn kéo được 100 người đến một tháng, kiểu gì cũng sẽ có 30 người mua. Mà 30 người mua nhân 10 triệu lên là mình có 300 người chứ không phải 100. À, hoặc là bạn bán sản phẩm đi, kinh doanh mỹ phẩm. Kinh doanh mỹ phẩm cũng sẽ là một cái con đường rất là tuyệt vời dành cho các bạn. Khi mà đội ngũ nhân viên của bạn làm tốt rồi, khi bạn kéo được khách tới ngon lành rồi, khi đội ngũ nhân viên của bạn biết tư vấn, biết phục vụ khách hàng tốt và bạn cảm thấy yên tâm về đội ngũ của mình, là cái mảng dịch vụ nó ngon đấy. Là tập trung vào kinh doanh sản phẩm, kinh doanh mỹ phẩm đi các bạn. Nha, các bạn hãy comment xuống dưới, đó là kinh doanh mỹ phẩm. Comment xuống dưới, đó là kinh doanh mỹ phẩm. Thêm đi nào các bạn, kinh doanh mỹ phẩm. Kinh doanh mỹ phẩm. Phương Anh Lê, thầy làm trong một cái hẹn ở Hà Nội có được không? Đang rất cần thầy tư vấn. Phương Anh Lê không biết là xưng là bạn hay là chị hay là như thế nào đây, nhưng mà thôi cứ gọi là bạn đi. Có gì thì Phương Anh cứ nhắn tin cho mình nhá, nhắn trước. Nếu mà mình thấy cái mức độ mà cần phải gặp ấy thì mình sẽ gặp. Còn nếu mà có thể là tư vấn được ở trên mạng thì sẽ tư vấn trước ở trên mạng. Phương Anh nhá. Kinh doanh mỹ phẩm, đúng rồi, comment xuống, đó là kinh doanh mỹ phẩm. Kinh doanh mỹ phẩm. Vậy thì bây giờ mình kinh doanh mỹ phẩm, đúng rồi, ai chẳng biết là kinh doanh mỹ phẩm. Vậy thì làm thế nào để mình có thể kinh doanh mỹ phẩm tốt được? Mình làm thế nào để có thể kinh doanh mỹ phẩm tốt được? Đúng không ạ? Lựa chọn sản phẩm như thế nào và làm sao để mình có thể là kinh doanh mỹ phẩm nó được thuận lợi hơn. Tôi đang ngoài đào tạo kinh doanh spa ra, thì tôi cũng đang là gọi là cái người đào tạo, là một chuyên gia đào tạo cho rất là nhiều những cái hệ thống mỹ phẩm ở Việt Nam mà có uy tín, gần như là những cái thương hiệu mỹ phẩm có uy tín ở top đầu Việt Nam. Thì tôi là người đang đào tạo hàng tuần ở trong những cái group kín ở trên Facebook, lại đào tạo qua live stream cho những cái công ty như vậy. Thì ngoài kinh nghiệm về spa ra, còn kinh nghiệm về mỹ phẩm tôi cũng có thể chia sẻ với các bạn được. Vậy thì làm sao để kinh doanh mỹ phẩm có thể được gọi là thuận lợi nhất, đúng không? Vậy thì mình sẽ lựa chọn này, mình sẽ nghĩ này, các bạn có quan tâm không, làm thế nào để mình kinh doanh mỹ phẩm được thuận lợi, làm thế nào để mình kinh doanh mỹ phẩm có được kết quả tốt? Nếu bạn có quan tâm thì comment là có các bạn nha. Nếu có quan tâm thì comment là có. Nếu có quan tâm thì comment là có các bạn nha. Comment là có nào. Nếu có quan tâm thì comment là có. Nếu bạn nào thấy cái live stream này nó ý nghĩa, học được bài học gì đó thì hãy chia sẻ live stream giúp Nam các bạn nha. Chia sẻ vừa là giúp Nam vừa là được nhận quà cho các bạn. Có quà tặng. Có quan tâm. Ok, Nguyễn Việt Hải. Ok. Chúng ta sẽ xem như này này, chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc này đầu tiên khi mà mình nghĩ đến kinh doanh mỹ phẩm. Đó là gì? Mỹ phẩm thì nó sẽ có hai cái dòng để mình kinh doanh. Dòng số 1 đó là điều trị. Điều trị tại spa, tức là mình đẩy hàng cho spa khác. Và cái dòng số 2 đó là cái dòng chăm sóc, dòng dưỡng, là mình dùng bán rộng rãi ra ngoài, bán phân phối cho toàn dân, bán cho rất là nhiều chị em phụ nữ có thể sử dụng được. Có hàng điều trị là chỉ đẩy được vào spa thôi, đúng không? Thì mình sẽ lựa chọn là mình sẽ làm hàng điều trị hay là mình làm cái hàng mà phân phối ra ngoài, mình làm cái hàng mà chăm sóc bên ngoài. Đầu tiên là lựa chọn hai cái đó, một trong hai cái dòng đó. Cái số 2 nữa này, mọi người thường lựa chọn là cái sản phẩm này là tốt, sản phẩm này uy tín, sản phẩm này là đặc biệt.
những lời khuyên của tôi ấy, cái sản phẩm nào trên thị trường nó cũng như nhau hết, đúng không ạ? Tôi đào tạo cho rất nhiều công ty mỹ phẩm, tôi làm cho rất nhiều hãng mỹ phẩm, mà tôi biết được rằng này, cái sản phẩm của bên nào cũng tốt, nó về sự đặc biệt và khác biệt hóa quá thì không có bên nào khác biệt quá, nó đều gần như đó là chất lượng, nó ngang hàng tương đối, bên nào cũng nói là bên mình là sản phẩm nhất, độc đáo, độc nhất vô nhị, bên nào cũng nói cái câu đó các bạn. Thế cho nên là bây giờ sản phẩm nó gần như nó là như nhau rồi. Vậy thì mình cái yếu tố nào để mình lựa chọn cái việc kinh doanh mỹ phẩm? Đó là lựa chọn cái công ty phân phối cái sản phẩm đó, công ty bán cái sản phẩm đó các bạn nha. Lựa chọn là dựa trên công ty ấy. Cái công ty đó có uy tín không? Công ty đó có những cái thành phần là những con người như thế nào? Cái sự uy tín của họ ra làm sao? Công ty đó có hỗ trợ gì mình trong việc kinh doanh không? Có đào tạo cho mình bán hàng không? Có đồng hành cùng mình trong những cái hoạt động để mình bán hàng hay không? Còn cái công ty nào mà bạn nhập hàng về xong chỉ tức là chỉ nhập hàng mà lấy tiền, còn họ không có hỗ trợ gì cho đại lý, không có đào tạo gì cả, không có những cái gì hỗ trợ hay là thúc đẩy mình để mình kinh doanh, thì rất khó để bạn có thể làm. Sản phẩm tốt thôi là không đủ để bạn lựa chọn đâu các bạn. Rất là nhiều người ở ngoài kia, khi mà mình tham dự những cái hội thảo giới thiệu sản phẩm của họ, mình thấy người ta giới thiệu đây là sản phẩm rất là tốt, đột phá và mình nhập rất nhiều hàng về, nhưng cái đằng sau của họ, cái chăm sóc khách hàng nó không có tốt, chăm sóc đại lý nó không có tốt, không hướng dẫn được mình kinh doanh, và không giúp mình đẩy hàng, không có truyền thông về sản phẩm, dẫn đến cuối cùng là hàng của mình nhập về mình mất tiền rồi, nhưng cứ đắp đống ở đấy, cứ đắp đống ấy, và mình không làm được. Cho nên các bạn nha, ở thời điểm hiện tại kinh doanh ấy, thì phải lựa chọn cái công ty phân phối sản phẩm, cái công ty mà bán hàng ấy, công ty bán cái sản phẩm đó ấy, họ hỗ trợ bạn trong việc kinh doanh về sau như thế nào, cái đó mới là cái thứ để bạn lựa chọn. Những cái con người trong công ty đó họ là ai, họ uy tín, họ uy tín đúng không ạ? Thì họ có uy tín hay không, họ hỗ trợ bạn như thế nào thì bạn mới có thể là lên lựa chọn họ hay không lựa chọn. Còn đừng dựa trên sản phẩm các bạn nhé, đừng chỉ dựa trên sản phẩm. Bởi vì sản phẩm tốt là yếu tố để mình chọn rồi, nhưng nếu mà chỉ dựa trên sản phẩm để chọn thôi thì mình sẽ không ăn thua, mình sẽ rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Bởi kinh doanh bây giờ lên trên Facebook toàn người bán rồi, toàn người bán thôi chứ người mua thì ít lắm. Cho nên là nhiều người bán như vậy, tức là cái thị trường bên nó, một là nó cạnh tranh cao, cái số hai là cái số lượng khách hàng nó ít, thì mình phải có cái người hỗ trợ mình, đồng hành cùng mình trong quá trình kinh doanh các bạn nha. Thì các bạn hãy lựa chọn dựa trên cái yếu tố đó là cái công ty bán sản phẩm đó, công ty phân phối sản phẩm đó họ có uy tín hay không, và họ hỗ trợ gì mình trong cái quá trình mà mình kinh doanh đằng sau nha. Thì khi mà mình lựa chọn được công ty rồi, mình lựa chọn được sản phẩm rồi, thì bắt đầu là mình làm tập trung vào việc kinh doanh thôi. Thì khi mà bạn tham gia vào đó rồi thì họ sẽ có những cái hoạt động đào tạo nội bộ, đào tạo nhà phân phối, đào tạo đại lý, đào tạo những cái thành viên ở trong đó. Khi mà bạn nhập hàng của người ta về, người ta sẽ đào tạo cho bạn như thứ đó, thì bắt đầu là triển khai bán hàng. Và các bạn hãy nhớ này, chủ spa ấy, chủ spa thì lên kinh doanh mỹ phẩm, tức là dịch vụ là ổn này, thì sẽ kinh doanh mỹ phẩm thêm. Và kinh doanh mỹ phẩm ở dạng đó là dạng gì? Dạng xây dựng hệ thống, không cần phải tập trung quá nhiều vào bán lẻ các bạn nhá, không cần phải tập trung quá nhiều vào bán lẻ. Ở bán lẻ là ngày hôm nay bán được thì có tiền, ngày mai không bán được là không có tiền. Còn mình xây dựng hệ thống, tức là gì? Mình tuyển đại lý thì có người đi bán hàng cho mình, tức là ngày nào mình cũng có người đi bán hàng cho mình, tuy rằng cái lợi nhuận nó ít đi nhưng cái quy mô cái người bán hàng cho mình nó lớn và cái sự bền vững của mình nó cao. Thì phải tập trung nha các bạn, comment xuống là tập trung vào việc đó là xây dựng hệ thống, tức là tuyển đại lý này, tuyển nhà phân phối phía dưới của mình nha. Comment xuống dưới đó là xây dựng hệ thống. Người chủ spa thì luôn luôn có lợi thế trong việc kinh doanh online hơn là những người kinh doanh online bình thường. Mà các bạn kinh doanh online bình thường các bạn ấy còn thành công được, đúng không? Các bạn còn xây dựng hệ thống được, các bạn còn kiếm được rất nhiều tiền. Thì chúng ta là người chủ spa, không có lý do gì để các bạn không làm được cả. Các bạn có quá nhiều lợi thế, kinh nghiệm hơn, kiến thức hơn, có cái chỗ để cho người ta sẽ trải nghiệm sản phẩm dịch vụ, đúng không? Có cái chỗ để người ta đến nơi mà bắt đền, khi mà làm việc, khi mà làm cho người ta nó không có cái hiệu quả nhưng mà người ta muốn, đúng không? Khi mà người ta phản hồi không tốt, có cái nơi để người ta đến, người ta gọi là chửi rủa hay là người ta phản hồi không tốt. Tức là có những cái địa điểm nó tin cậy như vậy ấy, là mình hơn hẳn là những cái người kinh doanh online bình thường, là người ta chỉ ngồi ở nhà họ thôi rồi họ phân phối họ bán hàng đi. Thì khi mà khách hàng phản hồi không tốt ấy, người ta không biết đến đâu để bắt đền đây, không biết đến đâu để mình phản hồi đây. Còn với chúng ta có đủ mọi thứ rất đáng tin cậy, đúng không? Cái nguồn lực, cái nền tảng để cho các bạn có thể kinh doanh được thành công online, kinh doanh mỹ phẩm nó sẽ cao hơn, cái tốc độ thành công sẽ cao hơn với các bạn kinh doanh online rất là nhiều. Đó là lợi thế của chủ spa các bạn nha.
Đó là lợi thế của chủ spa. Cho nên rằng cần rất cần kinh doanh online. Và đã kinh doanh online, bán mỹ phẩm rồi thì rất cần ở đây đó là xây dựng hệ thống. Tập trung vào xây dựng hệ thống các bạn nha. Mình chỉ cần trải nghiệm sản phẩm ở lần đầu tiên, tức là mình phải test, mình nhập hàng về và mình trải nghiệm để mình yêu cái sản phẩm đó. Sau đó tập trung vào xây dựng hệ thống thì cái khả năng các bạn sẽ thành công. Các bạn không chỉ có thêm 100 triệu mỗi tháng đâu, mà các bạn còn có nhiều hơn rất nhiều. Các bạn còn có nhiều hơn rất là nhiều nữa. Phần lớn những cái người mà họ tập trung, họ kiên trì với cái việc kinh doanh ấy, ai cứ đó đủ sự kiên trì, đủ sự tập trung thì kiểu gì họ cũng có những kết quả rất là lớn các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì Nam muốn nhấn mạnh với các bạn rằng đó là gì, để tăng thêm được 100 triệu mỗi tháng thì cái đầu tiên của chúng ta đó là mình bán dịch vụ. Bán thêm dịch vụ thì mình phải tập trung là ổn định cái hệ thống bán hàng của mình tại cái cơ sở của mình. Đó là làm sao mình thực hiện cái việc marketing để thu được khách hàng đến đều đặn. Cái số 2 đó là mình đào tạo nhân viên của mình, đào tạo đội ngũ nhân viên của mình ấy. Họ biết bán hàng, họ biết tư vấn để bạn không cần phải có mặt ở cái spa đó nữa. Hoặc bạn không cần phải tham gia quá nhiều vào cái spa đó nữa, mà nó vẫn cứ chủ động hoạt động được, nó vẫn tự động hoạt động được, để các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Khi mà bạn làm một cái việc gì đó khác, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi bạn đi đâu đó, mọi người, nhân viên của mình họ vẫn cứ hoạt động bình thường. Nha, đầu tiên là ổn định đã. Sau đó chúng ta sẽ kinh doanh mỹ phẩm, chúng ta sẽ bán hàng online, chúng ta sẽ xây dựng hệ thống cho mình. À, kinh doanh thêm mỹ phẩm và xây dựng hệ thống cho mình. Xây dựng hệ thống sẽ tạo ra sự bền vững. Nó cũng giống như là bạn có một cái spa tự hoạt động vậy. Thì bên này cũng y hệt như vậy thôi. Nha, tôi rất tiếc là 2019 là tôi không đào tạo kinh doanh spa chuyên nghiệp nữa. Kinh doanh spa chuyên nghiệp của tôi là một cái chương trình mà nó cực kỳ thành công ở Việt Nam, giúp cho rất là nhiều học viên đã kiếm được rất là nhiều tiền. Học viên là chủ spa kiếm được rất là nhiều tiền. 2019 thì tôi thực hiện những cái chương trình đào tạo khác. Cho nên rằng là cái việc mà làm sao để ổn định cái spa của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không được học ở kinh doanh spa chuyên nghiệp nữa, mà nó sẽ là những cái chương trình đào tạo khác nhá. 2019 khép lại. Tình chỉ đẹp khi tình răng dở. Đấy, lớp học đang rất là cực kỳ là thành công, nhưng mà tôi vẫn cứ phải khép lại và tôi sẽ tạo ra những chương trình đào tạo mới, cách học mới, nói chung là mọi thứ mới để 2019 nó có nhiều trải nghiệm và nhiều thành quả mới hơn. Đấy, có bạn nào mà bảo là thôi để mình trước đây đã biết và chuẩn bị đi học chương trình đào tạo của tôi ấy, mà bảo em bận quá này, rồi không có thời gian này, là thôi chưa đủ tiền này, chương trình của anh đắt quá này, tất cả mọi thứ, thì phải chia buồn với các bạn rằng là năm sau chúng ta sẽ không có để học nữa. Năm sau là đóng lại rồi. Chúng ta vẫn đi học nhưng nó sẽ là chương trình đào tạo khác. Chất lượng nó vẫn ok nhưng cái thời gian đi học nó dài hơn. Đó. Và học phí chúng ta để sở hữu được ngần này kiến thức để mình có thể vận hành cái spa nó chuyên nghiệp ổn định ấy. Như là bây giờ cái vế đầu tiên của mình là mình phải ổn định cái spa, đúng không? Là mình phải làm sao để nhân viên mình bán được hàng, làm thế nào để mình thu được khách hàng đến spa. Thì 2019 mình vẫn được đi học, nhưng nó sẽ là dài ngày hơn và học phí của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, bạn nào mà với các bạn đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp của 2018 thì Lam cũng muốn đó là có một cái lời chúc mừng đến các bạn, là ra quyết định rất là sáng suốt. Và phần lớn nhá, số đông nhá, là những người đi học về thì phần lớn là các bạn đã đều đạt được những thành quả tốt như các bạn ấy đã mong muốn. Thì đấy là một cái sự quyết định rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi, 2019 chúng ta sẽ gặp nhau ở những lớp học khác các bạn nhá. Đông người hơn. Nội dung đào tạo nó cũng sẽ có rất là nhiều thứ mới mẻ hơn. Nó không phải là kinh doanh spa chuyên nghiệp nữa, nhưng nó sẽ là một chương trình khác cũng sẽ rất là chất lượng. Rồi. Đó, làm sao để có thêm hàng trăm triệu, hàng trăm triệu một tháng, bán thêm dịch vụ cho khách hàng cũ, bán thêm dịch vụ mới cho khách hàng mới, hoặc kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh sản phẩm, để chúng ta sẽ có thêm được tiền bạc và tài chính các bạn nha. Còn gần nhất này, gần nhất là ngày 28, gần nhất là ngày 28 tháng 12, tức là hôm nay là 26 này, mai 27 ở ngày kia 28, thì tôi có một cái chương trình đào tạo dành cho nhân viên spa và chủ spa, tức là chủ và nhân viên cùng đi học ở ngày hôm đó. Một ngày, chương trình này của tôi dự kiến là từ 700 người cho đến 1.000 người. Đến thời điểm hiện tại là đang có 1.500 người đăng ký. Và học tại hội trường Vạn Hoa, là một cái hội trường cực kỳ đẹp ở đường Hoàng Quốc Việt. Rất là đẹp, hoành tráng. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa nhân viên của mình đến đấy để họ được trải nghiệm một cái môi trường nó rất là tuyệt vời, nó rất là chuyên nghiệp. Và cái số 2 là họ cũng sẽ được học những kiến thức làm thế nào để họ yêu được công việc của họ hơn. Họ tôn trọng công việc hơn, họ tôn trọng người chủ hơn, họ gắn bó với bạn hơn, họ bán hàng tốt hơn, họ làm việc hiệu quả hơn, có trách nhiệm, nhiệt tình hơn. Ở ngày 28 thì tôi tổ chức một chương trình, nó có tên đó là nhân viên spa chuyên nghiệp.
Và nếu chị em nào đang là chủ spa ở Hà Nội nhá, thì có thể là đưa nhân viên của mình tham gia cái chương trình đó. Và nếu mà chị em nào quan tâm thì có thể comment đây là quan tâm các bạn nha. Chương trình cuối cùng của năm 2018, kết thúc một năm 2018 với một cái chương trình rực rỡ ngàn người. Rồi, đó, tổng kết lại, đã tổng kết rồi, làm sao để có thêm 100 triệu một tháng các bạn nha, kinh doanh thêm mỹ phẩm đi, xây dựng hệ thống cho mình. Có thể 1 tháng đầu, 2 tháng đầu chưa ra kết quả, 3 tháng đầu chưa ra kết quả gì, nhưng cứ làm tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì nó sẽ ra cho mình được những cái kết quả rất là tuyệt vời. Và tất nhiên nếu mà các bạn mà được đi học, các bạn mà được đi học có kiến thức thì cái kết quả của chúng ta nó ra nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Còn tự mò thì nó sẽ là vài tháng thì nó ra. Ok, là tốt rồi. Chia sẻ với các bạn luôn, đó là cái chương trình nhân viên spa chuyên nghiệp này thì nó không có phí. Nó là miễn phí, miễn học phí các bạn nhá. Nhưng mà mỗi một người ở trong đó, đó là chúng ta sẽ share, là chia sẻ cái tiền hội trường. Và tiền hội trường đây đó là 500 ngàn trên một người. Đó, để cho nó rõ ràng với các bạn nhá. Tôi là tôi không lấy phí. Bởi bình thường khi mà tôi tổ chức một chương trình thì đều phải trả phí cho mình thì mình mới làm. Còn cái chương trình này là tôi dành cho những cái chủ spa đã theo dõi mình rất lâu rồi, đúng không ạ? Và giúp họ, đó là xây dựng cho họ được cái đội ngũ nhân viên làm việc nhiệt tình, hiệu quả, giúp cho họ có thể tự động được đội ngũ nhân viên của mình. Thì đó, đấy là cái chương trình là như vậy, gần như nó là phi lợi nhuận. Cái số tiền các bạn đóng được thì nó dành cho việc là thuê hội trường, set up hội trường làm sao cho nó chuyên nghiệp, tạo ra cho chúng ta một cái ngày đào tạo đó nó thật là trải nghiệm, có được cái trải nghiệm thật là tuyệt vời các bạn nhá. Chị Oanh Vũ đã học khóa kinh doanh spa chuyên nghiệp 28 muốn đi học, chủ có phải đóng phí không? Nếu mà mình đưa được khoảng tầm trên 4 người đi học thì sẽ được miễn phí chị nhá. Nếu mà mình tức là mình đưa 4 nhân viên đi học thì chị sẽ không phải mất phí. Còn mình đi học hoặc là mình chỉ có 1-2 nhân viên thôi thì mình vẫn phải đóng phí, bởi đó là cái phí hội trường mà. Ở đây là em không có thu phí, tức là không thu phí mang về lợi ích và lợi nhuận cho mình, mà cái tiền đó sẽ dành cho việc chẳng hạn đưa đội ngũ nhân sự hỗ trợ từ Nam ra Bắc, vé máy bay này, ăn ở các bạn ấy ở ngoài này này, rồi thuê MC này, thuê đội ngũ hỗ trợ chương trình, set up hội trường thật là chuyên nghiệp để cho chúng ta được học ở đó một ngày trải nghiệm nó rất là tuyệt vời, rất là nhiều thứ ở trong đó nhá. Thì mỗi người một chân một tay, đúng không, mỗi người đóng góp một ít thì sẽ tạo ra một chương trình rất là tuyệt vời. Tôi đóng góp công sức đó là cả một ngày ở đó để chia sẻ với các bạn, chuẩn bị chúng ta thu hút được khách hàng cả một tháng trời, đó là cái công sức rồi. Đội ngũ của chúng tôi phải cày cuốc cày ngày cày đêm để có thể mời được các bạn tham gia khóa học, mặc dù là học phí thì không có, đúng không ạ? Cho nên rằng là mỗi chúng ta, nếu mà các bạn là chủ đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp nhá, nếu đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp ấy, là mình có thể là mình đưa 4 nhân viên của mình đi thì mình sẽ không cần đóng phí, tức là mình là người số 5 thì mình không cần đóng phí. Còn mình mà dưới 4 thì mình vẫn phải đóng phí bình thường nha chị Oanh nhá. Rồi nha mình ơi, có ai có câu hỏi gì không, để làm có ai có câu hỏi thì comment vào đây để làm chia sẻ tâm sự cùng các bạn. Kiểm tra xem là có bạn nào có câu hỏi không nào. Nếu mà bạn nào thấy cái livestream này chúng ta học được điều gì đó, nếu mà chúng ta cảm thấy livestream này nó có hay thì comment vào đây là hay các bạn nhá, để động viên người chia sẻ nào. Candy Ngô, lời khuyên của Nam đó là các bạn không nên tham gia vào cái livestream của Nam và quảng cáo sản phẩm dịch vụ của các bạn nhá, rất là nhạy cảm ấy. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm khi mà các bạn chia sẻ, các bạn giới thiệu, các bạn tư vấn những cái dịch vụ của các bạn trên Facebook của Nam và trên những cái livestream của Nam, thì đó là các bạn đang làm một cái điều mà không đúng rồi đấy. Có bạn nào có câu hỏi muốn được tư vấn thì hãy comment vào đây các bạn nhé. Nguyễn Quốc Việt, trong một thị trường rất nhiều đối thủ cạnh tranh về giá thì bán thế nào được giá cao anh? Nguyễn Quốc Việt không biết còn có nghe không, nhưng mà cứ chia sẻ này. Trong thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh về giá thì bán sản phẩm, thì bán thế nào để được giá cao? Thế nếu mà mình bán cái sản phẩm mà người ta cũng bán mà bọn nó bán giá thấp thì làm sao để mình bán giá cao được? Thì lời khuyên như thế này này. Một, đó là mình vẫn bán sản phẩm đó,
cộng với việc là mình tăng giá trị cho cái sản phẩm đó bằng việc là kẹp thêm một cái sản phẩm gì, tức là kẹp thêm quà tặng ấy, để mình tăng được giá lên. Tức là kẹp thêm quà tặng này, bình thường là mọi người đều cùng bán cái chai nước này, nhưng mà bây giờ tôi bán chai nước này cộng với cả tặng cho bạn cái chai nước này, và hai cái khi bạn sử dụng hai cái chai nước này thì cái sức khỏe của bạn, đúng không ạ, thì cái kết quả bạn nhận được nó sẽ gấp 3, tức là lợi ích nó sẽ cao rất là nhiều lần khi mà được nhận hai thứ này, mà giá thì chỉ nhỉnh hơn cái này có một tí tỉ ti thôi, tức là giá cao hơn nha, tức là vẫn cùng sản phẩm đó nhưng mình phải gia tăng giá trị bằng quà tặng, bằng cái lợi ích cho người ta. Nguyễn Quốc Việt nha, tăng thêm quà, hoặc là mình lựa chọn cái sản phẩm khác đi và ít người cạnh tranh hơn để mình có thể ra được giá cho, tự ra được giá cho mình. Có hai lựa chọn thôi, một vẫn bán sản phẩm đó, hai bán sản phẩm khác. Mà muốn bán sản phẩm đó với giá nó cao được thì bình thường, nếu mà chỉ bán bình thường thôi thì không lên được cao, bởi vì những người khác họ bán rất thấp rồi, đúng không ạ? Thì mình chỉ có tặng thêm quà và cộng thêm một cái câu chuyện gì đó vào trong đó, gia tăng giá trị, gia tăng lợi ích để mình tăng được giá. Anh Nguyễn Trung Thành muốn đăng ký tham dự. Ok, chút nữa thì sẽ có các bạn bên em chia sẻ nhá, tư vấn cho anh Thành, mà không phải tư vấn mà hướng dẫn đăng ký. Anh gửi thông tin của anh và các bạn nhân viên của mình nếu có cho các bạn ấy là ok anh Thành nhá. Đấy, một cái chương trình để chúng ta giao lưu kết nối với nhau thôi. Trần Anh Thư, ok, cảm ơn chị Thư nhá. Xin chào Vi Julie, chào Vi. Rồi, bạn nào có câu hỏi muốn tâm sự thì comment câu hỏi vào đây. Xin chào chị Linda Thu Hoài. Chào chị Hoài nhá. Chị Hoài ơi, cuối tuần này có chương trình ngàn người, có muốn đứng lên sân khấu không? Lê Thị Hiếu, lần này học ở đâu vậy ạ? Chương trình 28 là chương trình cuối cùng của 2018, với số lượng học viên dự kiến từ 700 cho đến 1.000 người ở ngàn chỗ ngồi trong chương trình. Số lượng đăng ký bây giờ là 1.500 người và tổ chức tại Hà Nội. Lê Thị Hiếu nha, tổ chức tại Hà Nội. Nhà mình có ai có câu hỏi, có ai có tâm sự gì, mai em có mặt nha. Ok, mai có mặt. Chị Linda Thu Hải, nhà phân phối của mỹ phẩm Bico. Bico thì là một công ty mỹ phẩm mà tôi đang là cố vấn marketing ở trong đó, cố vấn về marketing và là một chuyên gia về đào tạo của Bico, chuyên về điều trị sẹo rỗ. Nếu mà chị em nào mà muốn tìm sản phẩm điều trị sẹo rỗ hiệu quả thì có thể liên hệ với cái chị Linda Thu Hoài này, hoặc có thể nhắn tin với tôi và tôi kết nối với chị ấy. Lê Thị Hiếu không có ở Sài Gòn à anh? Sài Gòn chắc khoảng tầm 2 tháng nữa. Lê Thị Hiếu nha. Lê Thị Hiếu hình như ở Đà Lạt đúng không? Nguyễn Thảo, khóa học ngày 28 giúp được gì vậy anh? Nếu mà bạn muốn có một đội ngũ nhân sự làm việc gắn bó, nhiệt tình và hiệu quả hơn, gắn bó với bạn nhiều năm trời, nếu muốn họ làm việc nhiệt tình hơn hàng ngày để tạo ra nhiều năng lượng cao, để khách hàng yêu quý hơn, khách hàng thích thú hơn, nếu mà bạn muốn đội ngũ của bạn biết bán hàng, tư vấn bán được hàng, tăng thêm được doanh thu cho spa của mình, đúng không? Nếu bạn muốn kỹ thuật viên của bạn biết bán hàng thì chương trình 28 đó là nhân sự spa chuyên nghiệp sẽ giúp bạn làm được điều đó. Bình thường nhân viên ấy, người ta ngại bán hàng, người ta làm chỉ làm thôi à, không có tư vấn cũng bán thêm đấy, cho nên là dẫn đến thất thu. Mình marketing mình kéo khách đến rất khó khăn rồi, nhưng mà người ta không biết bán hàng dẫn đến là mình chẳng có thu được tiền. Còn nếu nhân viên của bạn biết bán hàng, họ làm việc nhiệt tình hiệu quả hơn, họ giúp chúng ta thu được nhiều tiền hơn, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều doanh thu và kết quả mình sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Bạn có nhiều doanh thu hơn, bạn sẽ có nhiều tiền hơn, đúng không? Bạn sẽ có nhiều tiền để bạn làm được những điều mà bạn muốn. Thì đó là cái giá trị, đó là cái lợi ích của chương trình 28, đó là nhân viên spa chuyên nghiệp để sẽ giúp được cho các bạn nhé. Nếu mà chị em nào có quan tâm là ở khu vực miền Bắc thì có thể comment là quan tâm để tham dự chương trình này các bạn nhé. Và đó là một cái chương trình không có phí, mà chỉ có phí hội trường thôi, nó là 500 ngàn trên một người. Em ở Phan Thiết, Đà Lạt toàn gái xinh không anh ơi. Ở đâu chẳng có gái xinh hả em? Ê Thị Hiếu, ở đâu nó chẳng có gái xinh, không chỉ riêng Đà Lạt. Xin chào anh Bảo Lưu nhá. Xin chào anh Bảo là một người bạn
khá là thân của tôi ở Sài Gòn. Hay quá, vậy cho em đăng ký 10 bạn nhé. Ok. Nguyễn Thảo. Rồi, có bạn nào có tâm sự gì không? Nếu mà không có ai có câu hỏi. Ơi trời ơi. Đáng định bảo không ai có câu hỏi lại có. Trần Anh Thư, thầy ơi, chị chưa có nhân viên phần tư vấn bán hàng, có ngoài phần đã được học lớp kinh doanh spa không thầy? Với cơ bản nó là kiến thức của kinh doanh spa chuyên nghiệp. Đó. Bình thường là chủ spa được đi học những kiến thức đó thì 28 này thì nhân viên cũng được học để hai chị em có thể hiểu nhau hơn. Đó, biết được những kiến thức một cách kinh doanh một cách bài bản và chuyên nghiệp. Chị Trần Anh Thư nhá. Đi học lại thì tăng kiến thức, tăng năng lượng của mình lên để mình làm cho bò hơn. Để mình cày cuốc nó ác hơn, nó mạnh hơn. Ngọc Bích, hôm nay các bạn của thầy đã làm cho em cái Facebook chuyên nghiệp, thấy chuyên nghiệp hơn rồi đấy. Thấy chuyên nghiệp hơn rồi đấy Ngọc Bích ạ. Đỏ lo mà ảnh đẹp đấy. Thảo Thảo Phun Sam quan tâm. Ok, Thảo Thảo Phun Sam. Đội ngũ của mình nha, các bạn ơi hãy tư vấn với Thảo Thảo nha. Anh Toàn, Toàn Phạm hay quá, kỹ thuật viên làm cho khách là có cơ hội chốt sale tốt nhất. Vì họ được tiếp xúc trực tiếp với da thịt khách hàng. Nên có cả hai có cảm xúc cao nhất. Rồi, tức là nhân viên đúng không, và khách hàng được tiếp xúc da thịt với nhau để nó sẽ tạo cảm xúc. Mà tạo cảm xúc rồi thì rất dễ bán hàng. Đúng rồi đấy anh Toàn ạ. Anh Toàn này là học viên của Kinh doanh Spa chuyên nghiệp khóa 11 ở Đồng Nai. Và cái kết quả hiện tại của anh ấy khá là tốt. Hôm vừa rồi thấy vợ đi rút tiền. Chụp ảnh với con gái cũng một sấp tiền rồi. Tuyệt vời đấy anh Toàn ơi. Rồi. Nếu mà không có tâm sự gì, nếu mà không có ai có câu hỏi gì thì Nam sẽ kết thúc livestream này tại đây các bạn nhá. Và chúng ta sẽ chị Lina Thu Hoài, nhờ thầy Lam mà 3 tháng em không phải làm nữa. Tuyệt vời, chúc mừng chị Hoài. Chị Hoài thì bây giờ chị ấy bay lượn rồi, miền Nam ra Bắc suốt ngày rồi. Tự do thoải mái, chủ spa được tự do thoải mái. Ok các bạn. Bây giờ thì Nam sẽ kết thúc cái livestream này tại đây các bạn nhá. Chủ đề ngày hôm nay là chia sẻ xong rồi. Tâm sự thì một vài tâm sự như vậy thôi. Rất là hy vọng nếu mà có chị em nào đó gặp nhau ở 28 tháng này, ngày 28 tháng 12 này, thì đây sẽ là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời dành cho các bạn và nhân viên của các bạn. Chúng ta sẽ có một năm 2019 làm việc với nhau được gắn bó và hiệu quả cao rất là nhiều. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã comment là quan tâm. Với các bạn đã comment là quan tâm thì chút nữa đội ngũ của Nam sẽ nhắn tin và tư vấn cho các bạn về chương trình, hỗ trợ cho các bạn đăng ký chương trình 28 tháng 12 này các bạn nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở livestream tiếp theo. Bye bye, chúc cho các bạn ngủ ngon.